Phút 90 cộng 8, khi các cổ động viên Arsenal ít ỏi trên sân Etihad lẩm bẩm cầu nguyện sóng gió qua đi. Bởi hết tình huống này là họ sẽ có được 3 điểm cực kỳ quả cảm trước Man City, dù đá ít người hơn trong phần lớn thời gian. Thế nhưng, trời đã không chiều lòng người. Đáng ra, trận đấu kết thúc ở phút bù giờ thứ 7. Xong, do những trì hoãn trước đó, trọng tài Michael Oliver cho các cầu thủ đá lấn sang phút bù giờ thứ 8. Và thế là tai họa giáng xuống đầu pháo thủ. Jack Grealish đặt bóng đá phạt góc nhanh khi các cầu thủ Arsenal đang tổ chức kèm người trong vòng cấm. Bóng sau đó đến chân của Mateo Kovacic và tiền vệ người Croatia sút chạm người Jakub Kivio đổi hướng để John Stones đá bồi vào lưới chấm. Sân Etihad như vỡ tung trong sung sướng của các cổ động viên và các cầu thủ Man City. Còn với Arsenal, kết cục này khắc nghiệt với họ quá. Cảm giác như cả thế giới chống lại các chàng trai của Mikel Arteta vậy. Chuyện gì xảy ra trong 90 phút của trận Super Sunday kịch tính bậc nhất lịch sử Premier League? Hãy cùng tìm hiểu trong video hôm nay của Tuyển Văn Hóa TV. Mùa trước, Man City chỉ hơn Arsenal vỏn vẹn 2 điểm để trở thành nhà vô địch. Do đó, ai cũng hiểu rằng những cuộc đối đầu trực tiếp có nghĩa cực lớn quyết định đến danh hiệu Premier League vào cuối mùa. So với trận hòa Inter Milan vào giữa tuần vừa rồi tại UEFA Champions League 2024-2025, Man City thực hiện 3 sự điều chỉnh trong danh sách xuất phát, trải đều 3 tuyến. Lão tướng Kyle Walker thay thế cho đàn em Rico Lewis ở hàng phòng ngự. Gundogan đảm nhận vai trò mà Kevin De Bruyne chấn thương để lại, trong khi Doku lấy suất đá chính của Jack Grealish trên hàng công. Về phần Arsenal, huấn luyện viên Mikel Arteta thực hiện 2 sự thay đổi người. Theo đó, tân binh Calafiori có trận đá chính đầu tiên trong màu áo Arsenal thay thế cho Ben White trên tuyến đầu, Chosa thế chỗ của Gabriel Jesus. Trận đá chiến giữa hai đội bóng mạnh nhất nước Anh mấy năm gần đây đã diễn ra căng thẳng và quyết liệt ngay sau tiếng còi mãn cuộc. Va chạm nhanh chóng xuất hiện khi đôi bên đều muốn dàn mặt đối phương. Nhiều cổ động viên Arsenal đã thở phào nhẹ nhõm khi trọng tài không phạt Kai Havertz sau tình huống va chạm với Rodri ở giữa sân. Tầm quan trọng của tiền vệ người Tây Ban Nha với Man City thế nào thì ai cũng biết rồi. Song, không rõ có phải vì quá quan tâm đến Rodri hay không mà các cầu thủ Arsenal chăm sóc anh chàng này rất kỹ. Phút 20 đến lượt Thomas Partey có pha va chạm tương tự và lần này thì Rodri làm Pep Guardiola cũng như cổ động viên Man City tím mặt. Anh không thể tiếp tục thi đấu do chấn thương và phải nhường chỗ cho Mateo Kovacic. Quả là một tổn thất quá lớn cho đội chủ nhà khi mà cục diện trận đấu đang nghiêng về phía họ. Phút thứ 7, Bernardo Silva chuyền từ cánh phải vào trung lộ để Gundogan đỡ bóng loại bỏ Gabriel nhưng lại vô lê chân phải chạy cột. 2 phút sau, cũng từ pha tấn công biên phải, Savinho sập vào trung lộ rồi chọc khe để Erling Haaland thoát xuống, dứt điểm chân trái về góc gần, hạ gục thủ thành David Raya. Tiền đạo Na Uy cán mốc 100 bàn ở trận thứ 105 khoác áo Man City trên mọi đấu trường. Erling Haaland cán mốc 100 bàn nhanh nhất cho một câu lạc bộ trong lịch sử bóng đá, cân bằng thành tích của Cristiano Ronaldo cho Real Madrid. Đồng thời, con quái vật sinh năm 2000 chạm mốc 10 bàn tại Ngoại hạng Anh mùa này, nhiều gấp đôi người xếp sau là Luis Diaz của Liverpool. Thậm chí, Arsenal còn suýt nữa vỡ trận ngay từ phút thứ 15 khi cú đá phạt của lão tướng Ilkay Gundogan đưa bóng đi cực kỳ khó chịu. Chỉ có điều, nó hỏi thăm độ cứng của khung thành thôi, chứ chưa đi vào lưới. Đang trơn tru mượt mà như thế, song kể từ khi Rodri nhăn nhó bước ra khỏi sân sau hai pha mát xa của Kai và Thomas Partey thôi, kịch bản trận đấu bỗng sang trà khác. Phút thứ 22, khi các cầu thủ Man City đang phàn nàn về điểm đá phạt của Arsenal, Thomas Partey đã phất dài cho Gabriel Martinelli thoát xuống bên phía cánh trái. Tiền đạo Brazil dẫn vài nhịp rồi nhả lại tuyến hai cho Ricardo Calafiori đá nối một chạm đưa bóng về góc xa, khiến Ederson bay hết cỡ cũng không thể cản phá nổi. Các cầu thủ Man City tiếp tục phàn nàn với trọng tài Michael Oliver, còn Guardiola đạp ghế chỉ đạo, nhưng bàn gỡ của Arsenal vẫn được công nhận. Sau khi xé lưới Man City, hậu vệ người Italia chạy ra đường biên và ôm lấy huấn luyện viên Mikel Arteta. Calafiori là cầu thủ Arsenal thứ 20 nổ súng ngay lần đầu đá chính tại Ngoại hạng Anh và là cầu thủ thứ 2 làm điều này với pha lập công từ ngoài vòng cấm sau Fabio Vieira trong trận đấu gặp Brentford vào tháng 9 năm 2022. Sau khi cuộc chơi trở lại vạch xuất phát, đôi bên thi đấu thận trọng và chắc chắn hơn dưới cơn mưa tầm tã tại sân Etihad. Nhịp độ thi đấu vì thế cũng suy giảm so với nửa đầu hiệp 1. Điều này vô tình lại trở thành lợi thế của Arsenal dù rằng họ cũng là đội chơi kỹ thuật. Bởi tại hang ổ đối phương, Arteta đủ thông minh để không ào ạt dồn lên đối phương. Ông chủ trương chơi chậm và chắc, nên số đường truyền sẽ ít hơn Man City. Ngược lại, lối đá đàn áp của đối phương của Pep Guardiola gặp mưa là không ít trục trặc xuất hiện. Tưởng như hiệp 1 sẽ khép lại với thế cân bằng, thì chỉ trong vài phút bù giờ, những diễn biến hấp dẫn dồn dập xuất hiện. Đầu tiên, Arsenal có bàn thứ hai từ vũ khí sở trường làm nên thương hiệu của Mikel Arteta, phạt góc và người lập công là trung vệ Gabriel với màn bật cao đánh đầu quen thuộc. Tất nhiên, như mọi khi, một số cầu thủ khác của Arsenal cũng đóng góp không nhỏ vào bàn thắng này. Họ di chuyển rất có bài vở và vô hiệu hóa sự ngăn cản của đối phương, mở ra cơ hội dứt điểm cho Gabriel. Nói không hề ngoa chút nào, pháo thủ thực sự đã nâng tầm phạt góc thành nghệ thuật sắp đạt đỉnh cao. 14 trong tổng số 16 bàn của Gabriel tại Ngoại hạng Anh đến từ những tình huống phạt góc, đạt tỷ lệ 88%, cao nhất trong bất cứ cầu thủ nào ghi ít nhất 10 bàn từ phạt góc tại giải. Vòng trước, chính trung vệ người Brazil đánh đầu từ phạt góc giúp pháo thủ thắng 1-0 trên sân của Tottenham.
các cầu thủ Man City cho rằng Ederson đã bị phạm lỗi nhưng va vào cuộc, xác nhận đội khách ghi bàn hợp lệ. Thực ra The Citizen đã sớm nhận lời cảnh báo bởi vài phút trước, Arsenal phối hợp đá phạt góc tương tự nhưng Gabriel đánh đầu chạy cột. Tưởng sẽ đô sát đối phương, ai dè lại đứng trước nguy cơ bị nó cho ra bã ngay tại nhà của mình. Chắc chắn, cuộc chấn chỉnh của Pep Guardiola trong phòng thay đồ là cực kỳ quyết liệt. Ông muốn các học trò phải bùng nổ hơn nữa và sớm tìm được bàn gỡ. Nhưng Man City chưa tạo ra dấu ấn gì thì có vẻ như trọng tài đã giúp họ một tay. Trong pha tranh chấp bóng bổng, Leandro Trossa huýt lưng Bernardo Silva rồi đá bóng đi ngay sau khi trọng tài Michael Oliver cắt còi. Tiền đạo Bỉ nhận thẻ vàng thứ hai, bị truất quyền thi đấu vì trì hoãn đưa bóng vào cuộc theo như giải thích trên tài khoản mạng xã hội của Premier League, nơi cung cấp giải thích về các quyết định trên sân của đội ngũ trọng tài. Thôi xong, quả này nhọ rồi. Mikel Arteta ở ngoài đường biên kéo áo lên trùm kín mặt, cứ đang mộng y hệt ở trận đấu gặp West Ham tái diễn. Tất nhiên, với việc được chơi hơn người và bị dẫn bàn, Man City càng phải dâng cao đội hình, tổ chức tấn công ồ ạt ngay từ đầu hiệp 2, hòng ghi bàn thắng bằng mọi giá. Trong khi đó, Arsenal đã tập trung toàn bộ lực lượng bên phía phần sân nhà, xây dựng thành 2-3 lớp che chắn cho cầu môn. Thực tế, với việc cầm bóng hơn 88% thời lượng trong hiệp 2 và tấn công mạnh mẽ, Man City tất nhiên không đến mức không có nổi cơ hội nào ra hồn. Song đứng trong khung gỗ Arsenal là một David Raya quá xuất sắc, nên bóng mà có đi trúng đích thì cũng không thắng nổi chốt chặn cuối cùng của đội khách. Tổng cộng, 24 lần bắn phá đã xuất hiện và 9 trong số đó bị thủ môn người Tây Ban Nha cản phá hết sạch. Càng về cuối trận, Man City càng lâm vào thế bế tắc tột độ dù cho huấn luyện viên Pep Guardiola đã tung vào sân không thiếu một quân bài chiến lược nào cho mặt trận tấn công. Xong, kịch bản của hiệp 1 đã tái diễn. Ngay trước tiếng còi mãn cuộc, cũng từ một tình huống phạt góc, Joe Stone đã có cú đá bồi tung lưới David Raya sau một pha lộn xộn. Vậy là Man City đã giật lại một điểm hết sức ngoạn mục và nối dài mạch bất bại tại Etihad suốt từ tháng 11 năm 2022. Dĩ nhiên, Arsenal không khỏi nuối tiếc khi đánh rơi chiến thắng đầu tiên tại Etihad kể từ năm 2015. Thậm chí họ có thể nói là mình bị cướp mất hai điểm đầy oan ức. Dẫu sao, một điểm cũng là thành công với pháo thủ trong bối cảnh phải chơi thiếu người và nó cũng cho thấy sự trưởng thành của đội bóng này về mặt bản lĩnh thi đấu.